Đây là bộ tem bưu chính 5 dữ liệu số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành. Bộ tem này gồm một mẫu tem vuông khổ 37 x 37mm có giá 4.000 đồng nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy các hoạt động quản trị và khai thác dữ liệu trên môi trường số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngoài cái giá trị trả cước thì nó còn là khẳng định chủ quyền. Nên là tất cả những chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng tôi đều đề xuất để được phát hành tem. Trên bộ tem là chúng tôi thể hiện 6 cái đường tròn đi lên, thể hiện là 6 châu lục cùng thống nhất là sẽ phải chuyển đổi số. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 10 tháng 10 năm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.